Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì NTT sẽ giới thiệu cho mọi người một cái hình bi. Đó là cái hình bi mà mình sẽ khuôn hai băng dầu để mà lôi cho cái hai cái bi Kaya và bi chủ của mình để mà nó về nó co cái góc dầu. Thì mình sẽ không thể mình đánh theo cái cảm giác ở trong cái cú đánh mà gọi là căn bản nó được, mà mình sẽ phải sử dụng một cái bộ số để nó đảm bảo cho mình là nó sẽ chắc trúng và chắc con. Thì hồi trước đây thì NTT cũng đã giới thiệu cho mọi người cái bộ số 036 rồi. Lúc đó thì mình có nói về cái tia đi của bi chủ mình nó 30 độ thì nó cái bi chủ mình nó sẽ về giữa bàn là nút số 4. Còn cái ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái ứng dụng thứ hai, đó là mình sẽ lấy cái điểm về là điểm số 2 làm chuẩn. Luôn luôn phải căn về cái tia số 2. Mình có một cách khác, đó là mình sẽ căn về giữa bàn rồi mình sẽ đánh một áp về hoặc hai áp về, nhưng mà khi mình đánh như vậy thì mình sẽ phải xài áp về và lúc đó là dẫn tới là mình sẽ đánh mỏng trái hơn và nó sẽ không lôi được cái trái bi Kaya về. Vậy thì bắt buộc là mình phải căn vào cái nút số 2. Thì chút nữa NTT sẽ giải thích vì sao mình phải lấy hai làm chuẩn. Thì bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua, nói lại cái bộ 036. Thì bộ 036 thì mình có cái điểm nhắm là 0, 3 và 6, giữa bàn tính 0, nút này tính 3, góc dầu tính 6 và mình được chia làm đoạn bằng nhau thì là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tới là cái tia đi của mình nó sẽ nằm trên băng dài này thì mình cũng dễ tính thôi, từ 1 đến 8. Còn cái điểm về thì mình sẽ tính 0 là góc dầu lên 2, 4, 6, 8. Thì ở đây mình chỉ quan tâm đến điểm số 2 là điểm vị trí này thôi, một nút. Ví dụ như vậy, trong thực chiến mình có những cái bi, ví dụ như là bi đây là bi Kaya, bi Kaya nằm bên đây. Bi mục tiêu 2 nó nằm ở nút số 2 như vậy. Bi chủ mình là những cái bi mà nằm như vậy thì mình sẽ đánh theo cái căn, theo cái tia này, không áp phê thì nó sẽ về hai nó trúng. Thì đây mọi người thấy là cái tia đi của mình là 5, điểm về là 2 thì về 5 trừ cho 3 thì nó sẽ về 2. Tương tự mình sẽ có những cái bi khác, ví dụ như là bi ca giá nằm đây đi, bi chủ mình nằm đây thì tiếp tục là mình sẽ căn như vậy, đúng cái tia này. Thì ở đây mình thấy là cái điểm trúng cái tia về là 2, còn cái tia nhắm tia đi là 8, thì 8 trừ cho 6 là gần gần ngay chỗ góc dầu thì sẽ về 2 ngay đây, và mình sẽ đánh là không áp phê. Thì đó là mình nói về cái bộ 036. Và cái ứng dụng thứ hai của nó là khi mà mọi người muốn đánh về cái góc dọc này thì mọi người vẫn là căn thay vì góc dọc là 0 thì mọi người ví dụ như là mình 5 trừ cho 5 thì nó sẽ về 0, nhưng mà mình sẽ không có đánh theo kiểu vậy ở trong cái công thức hai băng này, mà mình vẫn phải căn vào nút số 2 và mình sẽ cộng thêm một áp phê để cho nó về dọc. Ví dụ như là cái đường này đi thì 5 trừ 3 sẽ bằng 2, nhưng mà mình sẽ phải tăng lên một áp phê, mình sẽ để một áp phê ngay chỗ này để cho nó được về dọc. Đó là cái cách mà mình căng khi mà mình đánh cái đường hai băng.
Bây giờ mình sẽ quay lại một cái hình căn bản, rất là căn bản ở trong clip mà khi mà mình mới biết tới bida là mình phải biết cái đường hai van con này. Đó là cái hình mà bi mục tiêu 2 nó sẽ nằm sát dọc hoặc là nó nằm ở nút số 1. Nếu nằm giữa bàn thì mình sẽ không đánh được hình này nhé mọi người, bởi vì nó nằm giữa bàn mình phải đánh áp phê nghịch, và áp phê nghịch rất là khó chịu. À, nó thiên về cảm giác hơn, mặc dù mình đánh đúng công thức nhưng mà nó vẫn rất là khó là đúng. Nên mình chỉ hình này chỉ áp dụng nó từ góc dọc ra một nút thôi. À, còn cái bi Akaze thì nó sẽ nằm trên nửa bàn, là nằm từ khúc này đổ lên. Nếu nó nằm dưới quá thì mình sẽ không đè về được. À, và bi chủ của mình, thông thường bi chủ và mềm của mình và bi Akaze nó sẽ lệch nhau tầm khoảng một nút tới một nút rưỡi. À, đôi khi có những cái bi nó sẽ không lệch, nhưng mà nó sẽ bị một vài tình trạng là mọi người sẽ thấy. Nếu như tình trạng thứ nhất là khi mà bi chủ của mình và bi Akaze nó song song với băng dài, thì lúc đó mình sẽ không có lôi được cái trái bi Akaze về, bởi vì lúc đó nếu mình đánh dày thì bi chủ của mình nó đi bị dư, mà mình đánh mỏng thì mình không lôi về được. Nhưng mà sẽ có vài tình huống bi mọi người tập luyện mọi người sẽ thấy là nó mình vẫn lôi được về được, với những trường hợp mà bi này nó khá là sát băng thì mình sẽ lôi về được. Còn nó mà ra ngoài thì rất là khó lôi. Cái điểm thứ hai là nếu như cái bi chủ mình và bi Akaze nó lệch nhau tới hai nút đổ lên thì lúc đó mình cũng không có lôi được, bởi vì nó rất là dễ đá ngay khúc này hoặc cả khúc trên đây, thì mình chỉ áp dụng khi nó lệch từ hai nút đổ xuống thôi. Tốt nhất từ một nút rưỡi đổ xuống thì cho nó an toàn. Và khi mọi người thấy cái góc lệch của nó chỉ lanh quanh khoảng một nút thì với tự nhiên nha, nếu mọi người đánh nửa trái mà lệch nhau một nút thì cái xu hướng nó sẽ về cái nút đây, về nút số 2. Thì cái này NTT cũng đã nói trong cái bộ hình của Pháp rồi, thì mọi người coi lại cái bộ hình đó. Và mình sẽ đơn giản thì đó là giải thích vì sao mình luôn luôn lấy điểm 2 làm chuẩn. Và khi mà bi chủ bi mục tiêu 2 nó nằm góc dọc thì đơn giản là mình phải tăng lên một áp phê thôi, chứ mình không có xài công thức không áp phê để về dọc. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái tình huống bi của mình như vậy, thì mình sẽ căng như thế nào. Đầu tiên là mình phải căng cái bộ 036 về nút số 2, thì bây giờ mình sẽ căng thôi. Đầu tiên là mình sẽ lấy một cái tia mà nó gần nó ngưỡng lượng thôi, ví dụ như 4-2. Mọi người chưa thấy qua tia đúng không? Thì mình sẽ dịch song song một chút xíu, dịch song song nhé, chút xíu thôi. Thì mọi người thấy cái tia này là đi qua này, thì đơn giản là mình sẽ chọn cái tia này để mình đánh, thì nó sẽ đi như vậy. Qua số 2 một chút xíu. Và nếu mình đánh không áp phê, nếu như mình không đánh không áp phê thì đại loại nó sẽ về đây. Nó sẽ về như vậy. Nhưng mà trong thực chiến thì cái bình tiêu 2 nằm góc dọc thì mình sẽ phải đánh thêm một áp phê nữa, thì nó sẽ đại loại nó sẽ lên chỗ này. Cái thực tế thì mình sẽ đánh thêm một áp phê. Đó, hình nó chính xác như vậy. Cái này thì cái điểm giảm băng 2 nó cũng chính xác như vậy luôn nha mọi người. Để cho mọi người phải thuộc những cái hình này, để cho khi mà những cái thế bi ngoài trời ấy, thì mình sẽ dễ dàng mình hình dung ấy, tiêu chúng hơn. Trước khi mà kết thúc clip này thì NTT muốn nhắc cho mọi người một cái điểm lưu ý nhỏ. Nếu như mình đánh trên bàn nhỏ nó có sai số một chút xíu, nhưng mà thực tế là trên bàn lớn nó cũng có sai số đối với bộ 036 đó, thì đơn giản như vậy. Ví dụ như là trên lý thuyết là 2 đánh cho 0, 2 đánh 0 thì nó sẽ về 2, nhưng thực tế nó sẽ không về nha mọi người. Khi mà càng lên cao thì mình càng phải giảm xuống một chút xíu. Ví dụ như trên bàn nhỏ thì 2 mình sẽ phải đánh vào trừ 1, mình phải đánh vào đây.
không, mình phải đánh là trừ một rưỡi lận. Đây là trừ một này, trừ hai này, trừ ba này, thì đây mình phải đánh trừ 1,5. Trường hợp hai, ba thì mình sẽ có thể mình phải đánh bộ không. Nói chung mình phải cộng lên một, bốn đánh vào một, năm đánh vào hai, sáu đánh vào ba thì nó mới về được chỗ hai này. Thì cái đó mọi người thử kiểm tra đi xem nó có đúng cái, bởi vì mỗi bộ số đều có một sai số một chút ít trên những cái bàn đó, bàn lớn cũng sai số ít, bàn nhỏ cũng sai số ít, thì chủ yếu là mọi người hiểu được công thức và mình sẽ tập luyện nhiều để mình có rút ra được cái công thức đó cho riêng mình. Có thể mình bù trừ áp phê hoặc là mình tăng giảm số gì đó, đó là do mình thôi. Thank you.